Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ giải tiếp cái chết tiếp theo, project số 6 của exam 3 phần 1 hoặc Excel này. Thì đây là cái uh, file về cái câu lạc bộ mà đua ngựa gây quỹ từ thiện đúng không ạ? Thì đây là cái uh, file Excel đúng không ạ? Có hai sheet. Và sheet là fundraiser và phụ sheet là cookie sales đúng không ạ? Có hai cái sheet. Thì rõ ràng đây bạn đang là theo như lời giới thiệu, bạn đang là cái uh, trợ lý giám đốc cho cái uh, câu lạc bộ đua ngựa tại địa phương, đúng không bạn Nhóm đua ngựa tại địa phương, thành viên của câu lạc bộ của bạn, khu vực của bạn thì đang đạn, đang gây quỷ, bạn chạy đua đi gây quỷ để bằng cách là bán những cái uh, cúc khi, với bạn Và bạn được đang thay đổi cái ô Excel hoặc cái cái cái, cái cái Excel 2016 này để theo dõi kinh doanh của họ đó thì mình theo dõi để giải quyết theo 5 task năm task này nếu bạn làm task yêu cầu thì đây là cái bên đầu tiên các bạn à, à, quảng cáo các loại bánh đúng không bánh bánh sô nè đúng bạn bánh gừng bánh chanh nữa bạn à, bánh vani nè bánh chuối chân chân nó nhiều thứ đúng không ạ tiếp theo cái sheet tiếp theo là cái à, thống kê doanh thu như thống thu thì thành viên của mình là câu lạc bộ gồm có 5 thành viên đúng không nằm năm thành viên thì được đánh màu sắc như sau đúng không ạ thì bây giờ mình sẽ làm các tác số mặt tác số một số một như sau thì trên cái fundraiser nữa là oxit tức là cái à, nói chung là cái cuộc đua gây quỷ các bạn cuộc những người gây quỷ các bạn thì hãy xóa dòng số 4 của cái bảng đi nếu mà dòng số 4 là dòng này nếu không bạn? đôi khi bạn bị dòng số 4 bạn nhầm là dòng này bạn dòng này thì xóa luôn cái anh bên đây bạn uh, rider gì đó bạn đúng không ạ bị xóa đi mất tiêu thì người ta chỉ muốn kêu bạn xóa gì bạn first table only tức là cái dòng số 4 của cái bảng đầu tiên mà thôi chứ không phải xóa đây nếu bạn chọn đây bằng xóa phá một là mất luôn đúng không bạn? mất luôn cái dòng bên kia thì làm sao thì đầu tiên bạn sẽ uh, chọn cái dòng ở đây lưu ý chọn dòng đây chứ không phải chọn ở đây lố luôn bên đây bạn bạn chọn đúng cái dòng này dòng số 4 của cái bảng đầu tiên tiếp theo bạn sẽ dùng hai cách một cách thứ nhất đó là bạn dùng chuột phải bạn chọn delete và chọn cái cái uh, chọn table house nó sẽ xóa đi, đi chứ bạn cái thứ hai. Cái hai bạn hãy dùng là vào home, nếu bạn home trở bên uh, cánh phải có delete bạn còn sẽ chọn là uh, delete table rows nữa bạn chứ không có là không phải là cái này bạn. Delete sheet rows là nó sẽ xóa nguyên cái dòng. Bạn phải chọn đúng là uh, delete table rows là xóa đúng cái dòng của cái bảng mà thôi chứ bạn, dòng của cái bảng mà thôi bấm đi đó như vậy bạn đã xóa được cái dòng số 4 của cái bảng đầu tiên để cho bạn bạn phải lưu ý chỗ này chứ hiểu sai xóa luôn là sai mà sai bạn chấm sai mà rồi ta số 2 tá số 2 là sao display là là gì bạn là hiển thị hiển thị tất cả các công thức đúng không bạn? hiển thị tất cả luôn on tất cả luôn các công thức ở trên cái cookie self worksheet đúng không bạn bạn chuyển qua cái worksheet nào thì ở đây có hai một bạn phải thay đổi nha bạn đôi khi bạn làm không không để bị không không thay đổi bị chấm sai bạn chuyển qua đây thì đây các công thức nó được khi mà bạn làm thì bạn điền trong đây nó có công thức đây đúng không bạn thì bây giờ nó yêu cầu mình là hiển thị lên công thức này hết lên lên, lên, lên luôn thì làm sao bạn để hiển thị hết lên công thức thì mình sẽ chọn cái menu là formulas và ở bên chỗ nào đó <laughs> bên cái phải có cái nút là show formulas là hiển thị các công thức nó ghi chú là hiển thị tất cả công thức ở mọi ô thay vì coi kết quả của chúng đứa bạn bạn cho đây đó như vậy công thức đã được hiển thị ra và mình không có xem kết quả nó mà hiện xem công thức coi chết lại coi có đúng hay là sai đúng bằng cách để an toàn chụp đúng hay là sai à, đúng rồi mình đã xong tác số 2 chuyển qua tác số 3 nó sẽ 3 như sau. Uh, à config là cấu, cấu hình lại, cấu hình lại hoặc là cấu tạo lại và set lại hoặc là tạo. Nói chung là nó mình thiết lập lại. Thiết lập lại cái worksheet là fundraiser các bạn à? để hiển thị, display là hiển thị cái dòng rau là dòng bằng 1 tới 3 cho mỗi trang khinh, tức là trang in nào cũng có 1 và 3 hết. Nhưng nghĩa là sao bạn, nghĩa là sao? Rồi mình sẽ qua cái fundraiser các bạn. Thì mình sẽ mở cho các bạn xem rõ là nghĩa là như thế nào nghĩa là như thế nào để sau này các bạn khi mà bạn đi làm cũng như là đi làm công việc và học tập cũng sẽ hiểu cái này khi bạn in bạn sẽ chọn file print đúng không bạn thì ở đây nó có sẵn cái trang in của mình đây là trang số số 1 đúng không? bạn bài này mình chọn in là hai trang đây là chip mình chuyển qua trang số 2 đó thì trang số 2 nó khác trang số 1 một chỗ đó là cái màu vàng này đúng không bạn thì đây có first name, last name đúng không bạn, là các tên các loại bánh. Thì qua đây thì mình chỉ có first name, last name và mấy con số đúng không bạn. Thì con số này mình mình làm sao biết bạn? Rồi sao biết bánh nào của bánh nào bạn? Bạn phải dựa trên trang số 1 đúng không bạn? Dựa trên trang số 1 bạn mới hiểu được. Vậy thì lỡ nếu như một ngày đẹp trời <laughs> vô tình con ha là cháu của mình nó làm xé mất trang số 1 thì sao bạn? Thì một vấn đề là lớn đúng không bạn? Trang số 2 mình khó mà hiểu được trang số 1. Bạn đồng ý không? Ở đây trang số 2 mình sẽ không hiểu được cái dòng này. Từ khi mình cũng ráng nhớ thì cũng có thể hiểu nhưng mà đôi khi không thể nhớ được. Đúng không ạ? Vậy thì sao bạn? Thì bạn phải có một cách nào đó để cái những cái tên của cái cái loại gì đó nó hiển thị ở trên đây. Đúng không ạ? Thì đó là yêu cầu của đề bài là hiển thị dòng 1, dòng 3 khi mà in là trang số 2 nó có được luôn. Được chưa bạn? thì làm sao để có được luôn chúng ta sẽ bắt về các bạn quay lại ha thế ở đây hiện tại mình có cái bảng này rồi thì mình để xét vào cái vị trí đó các bạn để để dòng số một chúng ba xuất hiện luôn thì bạn sẽ vào file đi với bạn bạn sẽ chọn print title để in cái tiêu đề của bạn in cái tiêu đề lại với các bạn bạn chọn in tiêu đề thế ở đây nó là một cái bảng để cho bạn lựa chọn đó bạn thì có khu vực in là một tới bốn nó một số bốn sẵn Tiếp theo green title là in tiêu đề to repeat at top tức là cái dòng nào để lặp lại Còn column repeat at là cái cột nào để lặp lại Bạn lưu ý nha Rồi dưới đây có những cái option khác như là uh, line là cái phân giống như phân ô bằng phân làng phân lệ, bằng nó cái gạch phân biệt ô tiếp theo là black and white là in trắng đen có mấy cái máy này bạn tự tìm hiểu nhé bạn thì cái quan trọng mình đang quay lại quan trọng mình quay lại ở chỗ này là mình phải in sao sao cho một ba lặp lại thì bạn chọn crowd to the at top bạn chọn những nhái ở đây rồi ở đây bạn sẽ dùng con chuột của mình các bạn chọn dòng một cho tới dòng ba được chứ bạn dòng một tới dòng ba đây đó bạn thì trên cái màn hình của mình trên cái học thoại mình hiển thị là một hai chấm ba được chưa bạn như vậy bạn đã hoàn thành được cái setup của mình. Mình sẽ ấn nút OK để kết thúc phần này được chưa bạn? Thì này có lợi gì? À, khi đi làm bạn sẽ tìm thấy được chỗ này. Bạn sẽ kiểm tra lại kết quả của mình bằng vào file Bridge được chưa bạn? Đây là trang số 1 các bạn cũng không khác gì cái trang kia đúng không và chúng ta chuyển qua trang số 2 thì trang số 2 mình in ra mình sẽ thấy được cái tên của các loại bánh cũng như là first name last name của cái mình đúng bạn thì thông tin mình hiểu rõ hơn đó thì cái này có lợi cho bạn khi mà bạn làm nếu mà khi bạn bà làm đi làm công ty này nọ đúng không ạ nó có lợi cho bạn cũng như là việc mình dễ dàng hơn đúng không rồi mình bắt về các bạn đó như vậy mình đã hoàn thành được cái cái task này rồi cho bạn chuyển qua task số 4 task số 4 như sau hãy áp dụng cái orange essential à đây là cái tên bằng màu cam rồi cái hiệu ứng gì đó. Nhưng mà bạn sẽ chú ý cái từ khóa sau cái từ in đậm đó là fill color. Fill color nghĩa là gì bạn? Fill là làm đầy, color là màu, làm mới làm đầy màu. Làm đầy màu tức là mình tô màu đúng không? Bạn? Làm cái màu sắc theo cái định hướng của mình. Và yeah, and và yeah, với bạn white background là cái tên đúng không? Bạn? Cũng là cái tên. Font color là gì bạn? Là màu sắc chữ đúng không bạn? Màu sắc chữ. And Uh, apply mà bạn áp dụng tiếp cái là Paul là in gì bằng in đậm đúng bằng format in đậm cho cái ô A2 đến B2 đó nạp nãy giờ nó ô A2 tới B2 thì bạn không có chọn nhầm bằng đừng có nhảy vô dài dọc mà vừa, vừa vô chọn liền bạn mà phải đọc hết ra O A2, A2 ở cái worksheet đó là cookie cell <laughs> thấy chưa bạn cookie cell thì bạn đừng có chọn nhầm trên đây bạn mình chọn qua đây đúng bạn chọn đúng cái cookie cell và mình sẽ chọn OA2 tới B2. Đó. Chỗ này mà đúng nha bạn. Thì bây giờ mình làm sao để thay đổi cái màu sắc của này bạn. Bạn vào Home. Thì đây bạn sẽ có một cái bảng là một cái trên chỗ phong bạn sẽ thấy một cái uh, sơn bạn tạ xuống bạn mà có gạch màu dưới. Đó là gọi là fill color đi cho bạn. Ở bên uh, ở bên hoặc uh, cũng có cái này nếu bạn thì bạn sẽ ấn sổ xuống và chọn đúng cái màu yêu cầu của đề bài đó là màu uh, orange accentu được bạn rồi chọn vô tiếp theo uh, phong chữ là uh, cái bên bạn đó màu sạch chữ là chữ a cái bên được chưa bạn chữ a cái bên ở đây bạn sẽ chọn đúng cái màu sắc yêu cầu của đề bài bạn được ấn vô liên tục nha ấn thẳng vô nó sẽ ra màu đỏ bạn thì bây giờ nó, người ta yêu cầu đề bài màu gì thì bạn sẽ chọn màu đó đó là màu trắng đúng không bạn bạn sẽ kiểm tra cái màu nào trùng với cái này thì thì mod thật sự nó cũng hay ra câu này bạn rồi chọn này thì đi thì uh, gần vị trí thì chắc chắn là câu này sẽ có bạn đi bạn rồi apply là áp dụng cái phần là in đậm là sao bạn pow in đậm thì chọn nào in đậm bạn thì đương nhiên bạn sẽ thấy là chữ b in đậm ở đây bạn bạn chết ấm ấn vô đây là xong đó rồi sau đó bạn ấn vô ô khác là kết thúc đó dễ giản vậy thôi giờ mình đã hoàn thành cái task này rồi đó ta số 4 dễ đúng không nó dài nhưng mà nó dễ đúng không rồi chuyển qua task số 5 trong cái worksheet là fundraiser bằng trên cái worksheet này à, mình chuyển qua config cũng là cấu hình lại cấu tạo lại cấu tạo và cấu hình lại cái bảng của mình table table display only tức là gì bạn hiển thị chỉ đúng không chỉ hiển thị thôi. Records of uh, blazing, uh, Bronze đúng bạn là cái 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 câu lạc bộ nào đó tên là Blazing Bronze đúng bạn là những thành viên câu lạc bộ đó thôi. Thì cái bảng này nó rất là nhiều thành viên đúng bạn. vì làm sao mình chỉ hiển thị cái thành viên của ông này thôi. Blazing Bronze này thì nó mình sẽ xem xét giữa cái trên màu sắc đúng bạn. Màu sắc của ổng là màu gì bạn? Màu xanh đúng bạn thì đơn giản là bạn hãy nhìn trên đây ai là màu sắc nếu mà là thành viên của cái câu lạc bộ đó để cho bạn như vậy bạn chỉ việc đơn giản chọn first và last cái nào cũng được bạn bạn chọn một trong hai cọp và bạn chọn fill color nếu mà fill color fill by color và bạn lựa đúng cái màu sắc của cái câu uh, tên câu lạc bộ đó đôi bạn ở vào đây thì nó <laughs> sẽ hiển thị đúng cái tên của cái những thành viên của câu lạc bộ đó đơn giản vậy thôi đúng không thì cái này nó hơi mắc méo đúng không bạn phải nhìn tên đây qua cái màu sắc dựa trên màu sắc bạn filter nó một cái màu nó là như vậy rồi như vậy bạn đã à, làm hoàn thành năm task các bạn định dấu hoàn thành đó thì hy vọng của bạn sẽ thấy dễ dàng đúng không chúng ta sẽ kiểm tra coi mình làm đúng hết không đó như vậy bài của mình đã hoàn thành cái rồi chết này, hy vọng bạn thấy hữu ích và dễ dàng làm cho phần này. À, hẹn các bạn ở rồi chết tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.